ơi, chúng ta lại tiếp tục kết hợp và nâng cấp quái vật cá các bạn nhá. Đây này, đội hình năm trước của mình các bạn ơi, có một con quái vật cá ở trên lưng kìa. Nó có vây siêu kinh điển luôn, bộ răng của nó đấy. Và một con quái vật nhiều mắt cùng một con quái vật ma, và một con quái vật màu tím luôn. Ở bên kia cũng có một con quái vật cá các bạn ơi, giống bên mình, răng nhè ghê lắm luôn. Rồi cùng ba con quái vật giống con heo các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ củng cố thêm con quái vật cá nữa kết hợp lên. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ cho đi chiến đấu xem nào chiến thắng bên kia không nha. Start. Đúng rồi, cố lên các bạn, like video cổ vũ đội hình của mình có thể chiến thắng đi nào. Đúng rồi, ôi con quái vật cá siêu to kia. Rồi các bạn ơi, nào bên kia còn ba con quái vật lợn thôi. Ok, nào đừng để thua. Các bạn ơi có nhìn thấy không, mình còn một chấm máu nào thua, nhưng mà may mắn đã dành cho mình các bạn ạ. Chiến thắng, tiếp tục trận đấu nào các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ củng cố ở dưới này. Đấy, ngon lên. Ok, lại được một con quái vật giống lợn các bạn ạ. Đấy, đây nữa. Rồi, tiếp tục là lên đi nào. Lên. Bây giờ các bạn ơi nhìn này, hai con quái vật nhiều mắt luôn. Đấy, ở trên nữa mình phải củng cố thêm các bạn ạ. Củng cố cả ở trên cả ở dưới thì đội hình nó mới đều nhau được. Kết hợp nào, lên nào, cá giống nhau này các bạn ơi. Chiến đấu nha. Đúng rồi. Xem nào. Bên kia. Bị thua. Mình lại chiến thắng trận thứ hai. Tiếp tục trận đấu, củng cố thêm ở trên. Được rồi, kết hợp lên. Nên thôi, ngoan. Bây giờ mình củng cố nguyên ở trên nữa các bạn ạ. Ở dưới có hai con quái vật nhiều mắt rồi, siêu khỏe rồi. Chiến đấu trận thứ ba nào. Xem lần này mình có chiến thắng không các bạn nha. Cố lên. Có các bạn ạ. Chiến thắng lại dành cho mình. Ok các bạn ơi, tiếp tục nha. Lần này thì mình sẽ củng cố hai con quái vật nhiều mắt ở dưới cho các bạn xem. Nên nhìn này, quái vật ba mắt kìa các bạn ơi, ở trên trán kìa. Thấy không. Xịn luôn. Rồi, chiến đấu xem. Ok, cố lên nào. Xem nào, mình có chiến thắng không các bạn ơi. Cố lên. Có, yeah. Tiếp tục trận đấu các bạn ơi. Wow, bên kia bây giờ có ba con quái vật cá các bạn ơi, mồm quá to luôn. Và hai con quái vật các bạn ơi, màu hồng giống lợn, và một con quái vật ma luôn. Bên mình củng cố thêm. Đấy, được rồi. Thôi thế này thôi, chiến đấu thôi. Xem nào, mình chiến thắng không các bạn ơi. Cố lên nào, đội hình của mình có vẫn chiến thắng dành cho mình các bạn ạ. Trận đấu tiếp theo nào các bạn ơi. Ok luôn, củng cố thêm. Đấy, ngoan rồi. Lên nào các bạn ơi. Ok, rồi, ở dưới nào. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình có 4 con quái vật cá và 2 con quái vật simmy các bạn ạ. Bên kia kìa, vẫn có một con quái vật cá siêu to và 3 con quái vật simmy luôn. Mình sẽ chiến đấu xem nào, bên mình hơn quái vật, kiểu gì bên mình chả chiến thắng các bạn. Cố lên, thấy chưa? Đinh. Lần này, chúng ta sẽ chiến đấu với bản chữ cái alpha các bạn ạ. Được rồi, mình phải củng cố thêm nè. Đấy, ok, thêm nào, đây rồi, lên nào, ok, được một con cá mập các bạn ơi, có hai cái xương nhồi lên ở trên lưng. Ok, chiến đấu nha các bạn ơi, sống lên, đúng rồi, biểu diễn đi các bạn ơi, ha. Đội hình quái vật cá và đội hình quái vật simmy của mình đã giành chiến thắng trước đội hình bản chức cái alpha truyền thủy. Lần này mình sẽ chiến đấu với cameraman và Eskimi Toilet các bạn ơi. Ok, mình có kết hợp lên. Được rồi, ok, củng cố ở dưới các bạn ơi. Nên nào, rồi. Chiến đấu thôi. Xem nào, lần này mình có chiến thắng được camera và Eskimi Toilet. Có các bạn ạ. Yeah, các bạn có thấy không, đội hình quái vật cá của mình quá khỏe đúng không? Ok, chúng ta lại về chiến đấu với quái vật cá và quái vật simmy ở đội hình bên kia. Kết hợp lên. Rồi, chúng ta củng cố. Ok, nên nào, rồi. Chiến đấu thôi. Xem nào, bên mình vẫn còn chiến thắng không các bạn nhá. Ok, có. Các bạn có thấy không, mình liên tiếp giành chiến thắng. Ok, bây giờ các bạn ơi, mình có 5 con quái vật cá phải chiến đấu kìa. Wow, máy quay phim ở bên kia, quái vật cá và 2 con
quái vật Simmy. Bây giờ mình sẽ kết hợp đây nè. Đấy, đấy, ok luôn. Wow, thành một con quái vật siêu to luôn các bạn ạ. À. Thấy không? Ui, quái vật cá cá mập luôn. À, ngon luôn. Và đã chiến thắng đội hình bên kia rồi các bạn ơi. Bên mình chỉ có một con quái vật cá mập thôi là đã chiến thắng hết bên kia. Tiếp tục. Ok, kết hợp tiếp. Rồi, nên củng cố. Đúng rồi, lên trên nè. Ok luôn. Rồi, củng cố nào. Ôi thôi các bạn ơi, hết tiền để chúng ta củng cố rồi. Chiến đấu thôi, xem nào mình có tiếp tục chiến thắng đội hình bên kia không. Các bạn cùng theo dõi nha. Có. Ôi các bạn ơi, có thấy không, mình quá khỏe luôn đúng không? Chưa bị thua trận nào luôn. Bây giờ bên kia các bạn ơi, có 8 con quái vật luôn. Bên mình có 5 con thôi. Không biết có chiến thắng không nhở? Thử xem nhé các bạn. Ok nào, thử xem nào. Cố lên. Quen. Có các bạn à. Các bạn có thấy không, 5 con quái vật bên mình siêu khỏe, chiến thắng luôn 8 con quái vật đội hình bên kia. Lần này các bạn ơi, nhìn kìa, mình phải chiến đấu với các con ở cá mập này, rồi là quái vật cây cầm cái gậy. Bang. Rồi, mình củng cố thêm. Nào, ok, tiếp tục mình phải củng cố thêm các bạn ạ. Ở trên. Được rồi. Bây giờ hiện tại thì mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con quái vật luôn. 7 con quái vật chiến đấu với rất là nhiều con quái vật bên kia. Nào, mình có chiến thắng không? Cố lên nào, có các bạn ạ. Mình cứ thế đi chiến thắng. Tiếp tục chúng ta sẽ chiến đấu với các con quái vật cá các bạn ạ. Bây giờ không phải củng cố gì, củng cố thêm một con nữa. Đấy, ok, được rồi, thế này thôi. Let's go. Rồi, xong nên chiến đấu đi những con quái vật cá của mình. Ok luôn, và mình đã chiến thắng luôn. Rồi, các bạn ơi, nhìn bên kia kìa, có một con quái vật các bạn ơi, siêu to, 3 mắt giống bên mình. Bên mình nhỏ con, bên kia siêu to luôn. Ok, phải củng cố thêm này. Đấy, lên nào thôi, hết tiền các bạn ạ. Không có tiền để củng cố nữa. Bây giờ mình thử chiến đấu xem bên mình có bị nhận thua không nha. Ok, cố lên, like, cổ vũ cho mình nào các bạn ơi. Cố lên nào, đúng rồi, cố lên, đừng để thua. Vẫn chiến thắng các bạn ạ. Tiếp sở tục nào. Ok, củng cố lên, rồi, kết hợp lên. Lên. Ôi các bạn ơi, nhìn này, một con quái vật cá mới các bạn ơi, quá ghê luôn, xanh lét lèn nẹt luôn. Ghê không, ở dưới các bạn ơi. Đấy, ok, nên nào, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ để con quái vật cá, quái vật Simmy 3 mắt ra giữa chiến đấu. Thế này thì cứ tăng mà chiến thắng thôi các bạn ạ. Không cần phải củng cố thêm đâu. Ok, chiến thắng. Wow, các bạn ơi, bên kia kìa, lại cầm ra con quái vật 3 mắt ở trên trán siêu to. Thế thì mình phải củng cố thêm ở dưới này. Đấy, kết hợp lên. Đúng rồi, lên nào. Được rồi. Ok, ở trên. Đấy, tiếp tục nào. Rồi, ok, thế này thôi các bạn ạ. Chiến đấu thôi xem nào. Ok nào, đúng rồi. Cố lên nào, tiêu diệt con quái vật khổng lồ kia, đã tiêu diệt được rồi các bạn ạ. Và mình lại tiếp tục giành chiến thắng. Tiếp tục, mình lại củng cố và kết hợp những con quái vật cá lên và đi chiến đấu các bạn ạ. Mình hôm nay thì toàn thắng luôn. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.